Xin cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các em. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em cách đọc cái lịch thực tập xưởng ha. Thì đầu tiên là cái danh sách ha. Đây cái danh sách đây. Đó, cái danh sách của các bạn. Thì danh sách đợt 1 á, ta có khoảng là 84 bạn ha, được chia làm 5 nhóm. Đây các bạn. Được chia làm 5 nhóm nha. Thì tí nữa tôi sẽ gửi cái danh sách các nhóm cho các bạn. Đây ví dụ từ số 1 nè tới số 17 là nhóm 1 nè. Từ số 18 cho đến số 34 là nhóm 2 đó. Nhóm 3 là từ 35 cho đến 51. Nhóm 4 là từ 52 cho đến 68 và nhóm 5 nhóm cuối là từ 69 cho đến hết đến 84. Đó thì ta có 5 nhóm như vậy thì các bạn sẽ biết cụ thể thì tôi sẽ gửi cái danh sách này cho các bạn sau. Rồi bây giờ tôi chỉ các bạn đọc cái thời khóa biểu ha. Đây là thực tập xưởng của ta. Thì do sau cái đợt dịch này á, đợt dịch Covid này á, thì cái lịch của ta nó đã bị trôi đi, cho nên là đào tạo xếp lại và mình học là chỉ học chủ nhật ha, và học sáng chiều tối ha, của các ngày chủ nhật. Thì cụ thể như sau. Đây ví dụ nè. Đó thì mình sẽ bắt đầu học cái buổi đầu tiên là ngày 10 tháng 5 ha, chủ nhật ngày 10 tháng 5. Đây thì zoom to lên các bạn nha. Chủ nhật ngày 10 tháng 5. Tháng 5 đây. Lịch 2020 này tháng 5 đây. Đó, chủ nhật của ngày 10 tháng 5 đây. Đó, chủ nhật đầu tiên bắt đầu học. Đó. Thì các bạn xem nha. Đây, sáng chiều tối nè. Thì ví dụ một bạn ở nhóm số 1 ha. Thì ta sẽ dò theo cái hàng này. Đó. Nhóm 1 nha. Đây ta dò theo hàng này. Đó. Ví dụ như là nhóm 1 bữa đầu tiên nè, ngày 10 tháng 5 nè, sáng ngày 10 tháng 5 nè. Đó là học nguội nè. Đó, buổi chiều nghỉ nè, buổi tối học hàng nè. Đó, tiếp theo đến cái buổi chủ nhật kế tiếp là ngày 17 tháng 5. Đó, nếu bạn nào học nhóm 1 thì sẽ học nguội tiếp buổi thứ hai nè ha, nguội nhóm 1 buổi 2 nè các bạn lưu ý nha. Là cái tên đầu tiên là tên môn học nè, là học nguội là học giữa rồi đó. Rồi cái chỉ số kế tiếp là nhóm nè, và cái chỉ số kế tiếp nữa là cái số buổi học hay số buổi học của cái môn đó. Ví dụ đây nè, đây là nguội của nhóm 1 nè, sự chỉ số đầu tiên là nhóm nè, nhóm 1 nè. Đó, ví dụ như nguội nhóm 2 đây, nguội nhóm 2 nè, đó là số 2 đây nè. Đó, và bữa đầu tiên của nguội là gạch 1 nè, bữa thứ hai của nguội là gạch 2 nè. Đó, tương tự vậy ha. Tức là cái chỉ số sau này nè. Đó, chỉ số sau này là cái số buổi của học của cái môn đó ha. Buổi số thứ tự buổi á, buổi thứ hai nè, rồi buổi thứ ba nè, ngủ nhóm 1 buổi thứ ba nè. Đó, và nếu mà mình học buổi tối á các bạn thì chỉ tính 4 tiết thôi, học 3 ngày á, buổi sáng và buổi chiều á là tính 5 tiết, còn buổi tối ta chỉ tính 4 tiết thôi. Cho nên buổi tối á thì thường thầy sẽ mở ngoặc qua nè, 4 tiết nè, số 4 trong ngoặc này chính là 4 tiết. Còn những buổi còn lại ha, những buổi còn lại buổi sáng và buổi chiều thì sẽ là 5 tiết, cho nên thầy không ghi. Rồi. Đó là cái cách mình đọc ha và mình theo dõi. Thì cái môn thực tập xưởng này á nó bao gồm 3 môn các bạn nha. 3 môn đó là môn hàng nè. Thấy chưa? Là 1 nè, môn tiện là 2 nè và môn nguội là 3 nè, 3 môn. Thì tổng 3 môn này là 60 tiết. Trong đó môn hàng của mình á là 15 tiết, tiện cũng 15 tiết và nguội 30 tiết. Này 15 15 30 là tổng cộng là 60 tiết. À. Thì đối với hàng á 15 tiết á, nếu mà mình học sáng chiều á ha, thì sẽ mất 3 buổi, nếu mà mình có dính vô buổi tối á thì sẽ mất 4 buổi ha. Tại vì một buổi tối chỉ có 4 tiết thôi ha, thì sẽ mất khoảng 4 buổi ha. Tương tự tiện cũng vậy ha, tiện 15 tiết nha, thì cũng mất từ 3 đến 4 buổi. Nguội 30 tiết ha, 30 tiết, mỗi tiết 5, mỗi buổi 5 tiết thì khoảng mất từ 6 buổi cho đến 7 buổi đó. Và lưu ý á, mỗi buổi đi học á, mỗi buổi đi học thì mình học tối đa chỉ có là khoảng
3 đến 4 nhóm thôi. Đây ví dụ nè, ví dụ sáng ngày này ha, sáng ngày 28 tháng 6 nè, thì chỉ có 3 nhóm đi học thôi. Tại vì cái xưởng mình ha, cái chỉ đảm bảo cho khoảng 3 nhóm học thôi. Nhiều quá, số lượng nhiều quá thì các em đông quá thì sẽ không đủ máy để học ha. Đây ví dụ chiều đây, nó chỉ cũng có 3 nhóm thôi, nhóm 1 nè, nhóm 2 và nhóm 5 nè, đó. Tối cũng vậy ha, đó, tức là tối đa mỗi buổi chỉ có 3 nhóm. Và lưu ý là gì? Trong mỗi buổi á thì cái môn hàn và môn tiện này thì thường là không trùng nhau ha. Môn hàn ví dụ như trong buổi tối này nè, tối ngày 26 28 tháng 6 nè, nếu mà mình học hai hai nhóm tiện, hai nhóm hàn thì không đủ mấy hàn để học, cho nên là gì, thường là gì, mỗi nhóm mỗi buổi á, mỗi buổi thì thường là hai cái nhóm, đặc biệt là nhóm tiện với nhóm hàn này, không có hai nhóm hàng cùng một lúc ha. Dù một nhóm hàng nè, một nhóm tiện nè. Nguội á, nguội thì dưới xưởng mình eto nó nhiều, cho nên là trong một buổi thì có thể là hai nhóm nguội được nè. Ví dụ buổi này ha, nhóm nguội của nhóm 2 nè và nguội của nhóm 5 có thể học cùng một buổi được nè. Nó gì vì nguội nó cái eto mình nó nhiều, nó đảm bảo được đó, các bạn lưu ý nha. Cho nên là xếp cái lịch này ha, cũng rất là đau đầu các bạn nha. Cái kế tiếp nữa là ưu tiên là hai buổi học liền nhau ha, liền kề nhau. Ví dụ nè, ví dụ đây, đây là học buổi sáng nè, đó, rồi nhóm 2 nhà học buổi sáng, học buổi chiều luôn, đó, sáng chiều. Nhưng ưu tiên là vậy, nhưng mà có một số buổi, nó có một số nhóm sẽ bị nè. Ví dụ đây là sáng học sáng, chiều nghỉ, buổi tối học. Đó, có bạn hỏi tại sao không xếp cái thằng nguội này qua đây luôn, ha, thằng xếp thằng nguội này qua để cho học sáng rồi học chiều luôn. Nếu mà xếp thằng nguội này qua đây á thì cái buổi chiều này nè, đó, hoặc là xếp thằng tiện này qua đây luôn á, thì nguyên buổi chiều này nó tới 5 nhóm lần là ha, sinh số lượng sinh viên ha, vượt quá cái số lượng mà cái xưởng đảm bảo ha. Ví dụ mỗi nhóm này là 15 người ha, 15 người đi, ví dụ như đi đó, ba nhóm này 45 người, đó là xưởng mình ok. Nhưng mà giả sử mình ghép thêm vô ha, thêm hai nhóm này vô nữa là 5 nhóm, là tới 80 mấy người lận, thì sẽ số lượng đông quá ha, cái xưởng mình không đảm bảo được. Cho nên là các bạn cũng thông cảm nha. Nhiều bạn nói tại sao thầy không xếp là thằng này qua đây luôn cho học cho nó dễ. Không không được, hay không được, không xếp được, chứ không phải là thầy không muốn xếp nha các bạn. Đây còn ví dụ như đây là những cái buổi cuối á, những cái tuần cuối á, thì thường là các bạn sẽ làm xong rồi nha, cho nên là những bạn nào làm xong rồi thầy cho nghỉ ở nhà, cho nên là xưởng nó sẽ trống thì thầy có thể xếp được nè. Đó, ví dụ buổi này đó thì nó có thể là 4 nhóm luôn nè. Tại vì á, theo kinh nghiệm thầy dạy á, thì những cái buổi cuối á, là các bạn làm xong rồi, mà những bạn nào làm công việc ha, bài tập của mình xong rồi thì thầy có thể cho ở nhà ha, ở nhà để học môn khác. Cho nên là lúc đó cái xưởng mình nó sẽ trống ra, những bạn nào làm chậm ha, thì sẽ có thời gian để làm đó. Thì cái cách đọc như sau ha, các bạn sẽ kiểm tra ha, kiểm tra nè. Ví dụ tiện 10 ví dụ hàng đây 15 tiết nha, tôi lấy một bạn ha, lấy cụ thể một tên một bạn luôn để mình làm ví dụ mẫu luôn. Ví dụ bạn này đi, Lê Tình Khang nè, đúng không, bạn biết bạn nhóm 2 đúng không, thì bạn sẽ dò ha, cái danh sách nhóm 2 nè. Đây bắt đầu từ đây nha, nhóm 2 nè, đây đó, thì ngày là 15, ngày 10 tháng 5 nè, bạn sẽ học buổi đầu tiên buổi sáng đó, đó là học hàng nè, hàng nha. Rồi buổi chiều bạn sẽ học tiện nè đó. Tiếp theo sau, tiếp theo cái tuần thứ hai đó là ngày 17 tháng 5. Đây các bạn thêm nhìn nhìn cái này nè, đây tháng 5 đây, ngày 10 tháng 5 nè đó, chủ nhật đầu tiên nè là tuần thứ nhất nè, 17 tháng 5 nè là tuần thứ hai nè, 24 tháng 5 là tuần thứ ba nè, đó cứ vậy tính tới các bạn nha. Đây 17 tháng 5 nè, 24 tháng 5 nè, đó. Rồi tiếp theo nè, bạn đang học ví dụ bạn đang học tuần thứ hai là ngày 17 tháng 5 nè, bạn học buổi sáng là nguội nè, buổi chiều bạn sẽ học hàng nè, buổi tối bạn sẽ được nghỉ nè, đó. Rồi cái tuần thứ ba là ngày 24 tháng 5 á, là do thầy đi dạy ở Bình Dương, cho nên là tuần này nha, các em được nghỉ ha, nghỉ nguyên ngày luôn, sáng chiều tối tất cả đều được nghỉ nha. Rồi tuần kế tiếp nữa là tuần thứ tư là ngày 31 tháng 5, thầy cũng đi dạy Bình Dương cho nên mấy em được nghỉ luôn đó, tức là ta sẽ được nghỉ hai chủ nhật ứng với hai tuần đó. Rồi sau đó là cái tuần thứ năm là ngày 7 tháng 6 mình sẽ học lại nè. Ví dụ tiếp nè, cái cũng cái nhóm số 2 nè, đó là sẽ học
nguội bữa thứ hai nè, ha, nguội bữa thứ thứ nhất là học ở sáng ngày 17 tháng 5 nè, nguội bữa thứ hai là ngọc ngày ngày 7 tháng 6 nè. Đó, tương tự vậy thì các em cứ dò theo cái nhóm của mình ha, dò ngang theo nhóm của mình để biết ngày và buổi để đi học. Tới buổi nào thì mình sẽ học bài đó, ví dụ tới cái buổi này học nguội thì mình sẽ học nguội, tới buổi này học tiền thì mình sẽ học tiền. Đó. Thì các bạn cứ dò theo cái này và các bạn sẽ tính nè. Ví dụ đi hàng này nha, hàng là 15 tiết. Đây tôi ví dụ nhóm số 2 nè, hàng buổi thứ nhất nè, buổi sáng là 5 tiết nè. Đó, 5 tiết nè, rồi hàng buổi thứ hai là chiều ngày 17 tháng 5 là 5 tiết nữa nè, là 10 tiết nè. Đó, rồi tiếp theo nhóm thứ hai hàng nữa đâu? Đây, nhóm thứ hai là buổi ngày 14 tháng 6 là hàng buổi thứ ba nè. Hàng buổi thứ ba chỉ có 4 tiết thôi, vậy là 3 buổi là được 14 tiết nè, ta thiếu một tiết nè. Thiếu một tiết cho nên cái còn một tiết hàng nữa thì sẽ dò tiếp nè, nhóm thứ hai còn hàng ở đâu nữa không? Chưa, tuần này không có nè, nhóm hai không có hàng nè. Đúng không? Để mình tìm coi cái buổi hàng còn một tiết hàng nằm ở đâu, thường là nằm ở tuần cuối cùng. Đây. Đây. Đây nè. Nhóm hàng buổi thứ tư nè và một tiết nè, cái dấu ngoặc tròn ở sau á và cái số ở trong đó chính là số tiết mà còn thiếu nè. Nó rất là rõ ràng nha. Đó, các cái nhóm là còn lại và các bạn còn lại ta sẽ dò cái danh sách này, dò cái lịch này, dò cái danh sách bên đây nha. Thầy sẽ gửi, tí nữa thầy sẽ gửi cho các bạn cái này và cái lịch này để các bạn dò và đi học theo đúng. Thầy sẽ in ra file PDF gửi cho mấy em. Như vậy là thầy vừa mới hướng dẫn các bạn cái cách đọc cái lịch thực tập sự. Các bạn nhớ đọc cho kỹ và đi cho đúng buổi ha. Nếu mà không đi đúng buổi thì điểm danh sẽ bị đánh vắng ha. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn các cái clip sau.